con, càng sớm càng tốt. Tuần sau á, anh sẽ đem trà trộn với đám cưới cô Soạn, dạch mặt Tuấn, tống nó vô tù, giành lại quyền nuôi con. Anh và em đã lên kế hoạch cả năm trời rồi mà. Ê, cái vụ này lớn nha má má. Đám cưới bà Soạn đại gia hộp với Cùng Thơ. Cái dây chuyền này là ông Tuấn cầu hôn bà Soạn đó. Cái nồi đó ở trong siêu thị người ta bán có 1,5 triệu hả? Bà mua đồ xài rồi mà bà mua nhiêu vậy? 6,5 triệu. Có hùng không? Ông ấy giờ hai người năn nỉ gia đình tụi tôi đi, rồi tụi tôi giúp cho chuyến này. Nhiệm vụ của tụi mình là phải bằng mọi giá lấy cho được cái vòng này. Anh Phong đã cài vào đám cưới một tiết mục văn nghệ. Mọi người tham gia vào tiết mục văn nghệ đó và lấy cái vòng cho tôi. Tụi mình chỉ có một cơ hội duy nhất, nhất định phải thành công. Cô làm cái giống ôn gì mà cô giàu dữ vậy cô Soạn? Có làm gì đâu, làm đại gia thôi à. Đơn giản là đại gia. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để gia đình cục xúc tôi lo. Còn con chết à? Con mày tới rồi người ơi, con mày tới kìa. À, lên xe, lên xe. Tự nhiên thấy xe tao mất ổ nhăn. Dù có chuyện gì, đám cưới cũng phải diễn ra. Lỡ gì mà kế hoạch không thành, Tuấn nó giữ con luôn, thì làm sao mà em sống nổi? Ông già, làm cái vụ này có chết không? Đấy chiêu cuối. Cái dòng thằng Tuấn cầu hôn Soạn á, là cái dòng giả. Hả?